phải chịu để em bố vốn. Không anh ơi, bên này không ai người ta làm sứ khử cả anh ạ. Anh luật hữu ạ, không ai người ta làm sứ khử cả anh nhá. Người ta chỉ làm men rong thôi, men rong cổ nó mới có là chất. Còn nếu làm sứ khử thì bố em chén này vứt đi. À ship sang Nga thôi, chẳng ship sang Nga đâu. Cái cúp này đầu tiên mà Thủy bán cho tất cả mọi người trên cộng đồng mạng nó là 150.000. Hiện tại ở làng Thủy, các anh chị đến làng em bán buôn, mua buôn, Thủy mua thẳng tay của người bán cho Thủy 150.000 một cái. Chưa kể phí ship, Thủy đóng để chiên cho khách hàng, Thủy bán cho các anh chị trong mộ đồ gỗ 200k, Thủy cũng bán ở trang cá nhân của mình 200k. Ngày hôm nay Thủy cũng đã thông báo với cả trên mạng 200k. Thì tắt cái bài 150.000 đi để làm gì? Để cho các chị không bị nhầm giá với giá ngày trước thôi nhá. Đấy. Thủy còn 3 chiếc Thủy sẽ bán cho 3 anh chị ở trên trang chính trang của mình. Chia sẻ nhá, chia sẻ. Còn bình thường ra chắc là các chị biết bây giờ là mùa mà. Không, anh ơi. Anh Lật Hữu ơi. Rửa bộ ống chén này sạch tơ tóc luôn nhá nhá. Sạch tơ tóc luôn. Em đảm bảo với anh Lật Hữu luôn. Sạch yêu luôn. Không hề bẩn một chút nào luôn nha anh nhá. Yên tâm là như vậy. Các anh chị chia sẻ thì sẽ bán cho các chị 3 chiếc cúp cuối cùng của Thủy. Và Thủy sẽ kết thúc cái mùa gôn cúp này ở đây với những chiếc cúp cuối cùng của Thủy. Thủy không bán cúp nữa. Trừ anh chị nào có thiện chí thì Thủy mới bán, còn Thủy sẽ không rong rêu đi bán nữa. Bởi vì lũ uống nhiều quá rồi, chiên đến khách hàng uống nhiều quá, vỡ nhiều quá rồi. Đấy. Cứ nhận bạn à? Đang để ý nếu mới bấm nhầm. Thôi em vừa còn 5 cái em bán cho hộ gỗ rồi, còn 3 cái này thôi bán nốt cho hộ này là em hết rồi. Em không bán nữa. Thật ra em vẫn lấy được nhưng mà lấy chẵn, quả mình vỡ thôi. Hôm qua ship nhiều vỡ chẵn, chẳng muốn ship. Ok anh. Anh mới chốt anh Lật Hữu. Anh Lật Hữu ơi, rửa thoải mái nhé, rất là sạch. Men mà rửa khó ấy, chỉ là men từ xa rửa rất là khó. Bởi men từ xa nó gì? Nó là loại không có men. Còn tất cả những loại men này anh nhìn này, men bóng lộn luôn, rửa rất là dễ, đảm bảo cho anh 599.000 chọn bộ như thế này. Chọn một bộ như thế này luôn, 599.000 dành cho khách hàng của mình. Trong ngày hôm nay còn ai mà mua buôn cúp của Thủy ngày hôm nay là có 200.000 một chiếc, bao ship luôn. Em ăn cúp to, em không bán cúp nhỏ bé xíu hết sẹo là em không bán đâu. Cúp này của nó là cao 35 và rộng của nó là 10. Cúp này là có ở làng em chỉ có 1-2 nhà làm thôi, họ làm khuôn đổ ra thôi. Chứ còn em thì em không làm, em không có thời gian để làm cái cung cúp ở đâu. Những anh chị nào mà nhận cúp này của em vỡ là vứt đi, không phải trả tiền và em cũng không gửi một lần nào nữa nhá. Em không gửi bù. 599 em đọc chút rồi vậy thôi mà anh. Đâu xem nào, bao nhiêu? 0166 á? Thế nào 10 số làm gì? Không, không anh ạ. Không anh ơi, bộ ống chén này là vẻ bằng kim 599.000, bao ship đọc suốt từ lưỡi thôi mà anh. Anh Lật Hữu, em bán bình thường là 699 mà. Bộ này bình giá bình thường của em là 700.000 mà anh chỉ bớt được 100 thôi, anh chỉ lời được 100 thôi. Em chiên anh vừa bán cho mọi người 599 thôi, còn em không bán 500, còn cúp này là 200 bao ship. Yên tâm đi, mua hàng của em rất là rẻ và rất là đẹp luôn. Anh chị cứ mở hàng ra mà kiểm tra hàng của em. Hàng của nhà em là bao giờ cũng là hàng nước đầu tiên cho mọi người và giá rất là mềm nhá. Tính em nói luôn là như vậy. Mọi người cứ kiểm tra hàng thoải mái luôn. Em thì không bao giờ nói thách khách hàng cả. Luôn luôn bán cho giá cho mọi người một cái giá rất là mềm. Tiền nào của lấy hết nha mọi người nhá. Mọi người nhận được những bộ ống chén này của em, mọi người chỉ có yêu nó thôi. À, em chào anh Phạm Tài. Ok. Hôm nào em cầm sang em cầm luôn cho, chứ bây giờ thì ship làm sao được. Sao đấy? Không, yeah. Không ấy được thì thôi. Nghiên cứu xem phải có thêm một số 6 không, phải đầu không. Ok, Cali, hôm nào em cầm sang cho. Mẹ, cúp vậy ạ. Cúp này có trị giá là 200k bao ship. Em tưởng anh Phạm Tài để lại số điện thoại gì nhỉ? 200k bao ship, nói chung là hiện tại cái cúp này nó không phải là như hàng ngầm chén của em mà giá luôn ở giá niêm yết. Đấy, em cũng nói luôn với mọi người là như vậy. Cái cúp này của em là gì? Nó là theo mùa. Cũng như mọi người đi xem về bóng đá ấy. Đấy. Hôm nay cái cúp này có ngày hôm đấy trước em mua vào có 120.000. Thì em để cho mọi người 150.000. Ngày hôm nay Thủy phải mua đến 145.000 đến 150.000 một cái cúp.
mà em còn chưa bao cả phí ship cho mọi người, còn chưa phí vỡ. Em để cho mọi người 200.000, còn em trên thị trường thì người ta bán 300.000, 320.000, 370.000, rất nhiều. Giá trôi nổi trên thị trường rất nhiều. Bởi vì thật ra là như thế nào, bởi vì người ta sợ phí vỡ. Còn em ấy, em bán cho mọi người là bởi vì em không phải là bán cái này, là bán nuôi sống em. Phải nói thật với mọi người là như vậy. Cái này thì em không lấy lời. Riêng cái cốt này thì không lấy lời một nghìn nào. Thì bán để chi ân cho khách hàng thôi. Là những người khách hàng quen thuộc của nhà Thủy mua hàng của Thủy thì muốn rằng là có mặt hàng nọ, mặt hàng kia, để cho mọi người không phải ra quá quán khác để mua. Vậy thôi. Mọi người còn được mua được rẻ, còn nhớ đến Thủy thôi. Đấy là cái điều quan trọng nhất gửi đến mọi người. Chứ còn cái này thì em không lấy lời. Mọi người biết là một cái cúp này thì em lời được 5-7 nghìn em không tính. Nó vỡ đi là em mất hết. Nó vỡ đi là thôi, một cái là em xong 10-20 cái. Đấy. Em xem có bút ký không? Chẳng có chữ ký nào của Putin đây cả. Em có làm ra nó đâu. Đây này, em thấy nó ghi là World Cup này này, AIFA đây này. Đấy, không có chữ ký, chẳng có chữ ký đâu cả. Anh Phạm Tài ấy không có chữ ký. Không, chẳng có chữ ký chút tiết gì cả. Không thích ký đâu cả. Không thích ký. Em thật hôm nay mấy hôm trước em đóng hàng em chẳng nhìn đâu. Hôm nay em cầm lên bán hàng em mới nhìn. Cho mấy chút sợ em đóng cho anh chị em có nhìn đâu. Đấy, 200.000 một cái vuông cúp này, bao ship nhá. Em đang bán giờ ở Bẩm Hương đúng không? 200.000 một cái cúp này. Anh chị nào lấy hàng thì để lại số điện thoại chỉ rõ ràng cho em. Em không bán, anh chỉ bán cho hội được 5 cái thôi. Còn em bán cho hội cái cá nhân của mình còn 3 cái bán nốt. 200.000 bao ship nhá. 200.000 một cái vuông cúp này bao ship. Chất liệu bằng thạch cao, cao 35 và rộng 10. Chất liệu bằng thạch cao, cao 35 và rộng 10. 5 phút nữa em nghỉ. Cao 35 và rộng 10. World Cup 200k một cái. Để công nhận rẻ, phải không ạ? Có 200.000 cái cúp này đúng không? Anh chị nào muốn thì tốt nhất là canh các chị cho vào trong tủ, tủ khô để được một năm đấy, thoải mái. Còn anh chị nào mà cứ bỏ ra nước mà bỏ ra ẩm ướt thì thôi có đi chứ chẳng có làm cái gì cả. Em bán luôn đến 4 giờ là em nghỉ nhé, em đóng hàng cho mọi người. Vẫn đang 900 hết rồi. Không thấy gì thôi. Sao kia kìa? Chán chăng? Đây là 8 triệu thôi. Đẹp không ạ? Bán đến 4 giờ là sẽ dừng lại nhá. Hôm nay World Cup đá từ mấy giờ? 7 giờ đến 7 giờ một phép đúng không? Còn đâu 10 giờ một set đúng không? Thì cô hôm nay là không bán hàng. Bởi bán World Cup thì còn ai xem mình nữa đâu. Thôi em nghỉ đây, em đóng hàng cho mọi người đây nhá. Em nghỉ đóng hàng đây. Lấy hàng của ai đây? Bye bye mọi người nhá. Tắt nhá. Tắt rồi. Em nghỉ đóng hàng đây. Tắt đi để em đi.